Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy đừng ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng hòa phục vụ, chúng ta vui mừng hiện diện ở đây để chia sẻ với giáo sư Vĩnh Sơn, bởi vì sau gần 3 năm vất vả cố gắng hy sinh, hôm nay ngôi nhà thờ thân yêu là trung tâm đời sống tâm linh của giáo họ đã hoàn thành và xin hứa thánh hóa bàn thờ này và làm phép cho công trình xây dựng này. Chúng ta biết quê hương chúng ta một quê hương nghèo, và chúng ta không biết rằng trong giáo xứ nghèo trong thời gian vừa qua, một lúc xây dựng 2-3 công trình. Chính vì vậy sự cố gắng của ông bà anh chị em càng được tăng cao thêm, gánh nặng càng đè trên đôi vai của chúng ta. Nhưng cũng cảm ơn Chúa là bất chấp những hoàn cảnh khó khăn, những thiếu thốn về kinh tế, về con người, về điều kiện, chúng ta đã làm tất cả những gì có thể để công trình nhà Chúa được hoàn thành sau gần 3 năm xây dựng. Và chúng ta cũng biết rằng công trình này cũng như tất cả những công trình xây dựng khác trong thế giới hôm nay đều sử dụng những vật liệu thông thường: xi măng, cốt sắt, gỗ, đá, gạch, vân vân và vân vân. Tuy nhiên có cái khác, nó nằm ở chỗ những ngôi nhà thờ khi chúng ta xây dựng xong, chúng ta làm phép, chúng ta cung hiến, lúc đó không phải là những ngôi nhà bình thường nữa, mà là thánh đường, là ngôi nhà thờ linh thánh, là nơi chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa. Và tại nơi đó là trung tâm đời sống tâm linh của cộng đoàn dân chúa. Bởi vì trong ngôi nhà thờ này, chúng ta tụ họp nhau để nghe lời Chúa, để đặt lời Chúa, để cử hành phục vụ, để dâng lên Chúa những lời nguyện thân thương của chúng ta, những lời nguyện cho bản thân, cho gia đình, cho những người thân yêu, những người ở gần, ở xa. Rồi chúng ta cầu nguyện cái nhu cầu của giáo họ, của giáo xứ, của giáo phận, của đất nước, cũng như của thế giới hôm nay. Đặc biệt, chúng ta cũng cầu xin Chúa cho tội nhân trở lại, cho những anh chị em ở xa chưa gia nhập cộng đoàn dân chủ, một ngày nào đó sẽ tìm được con đường dẫn đến nhà Chúa, dẫn đến với Chúa. Bởi vì loan báo tin mừng
cầu nguyện cho những anh em chưa biết Chúa được gặp gỡ Chúa. Đó là bổn phận của mỗi người công giáo. Bởi vì Đức Giêsu khi hoàn thành sứ vụ của Ngài để về trời với Cha Ngài, Ngài đã chuyển giao nhiệm vụ đó, nhiệm vụ loan báo tin mừng cho các môn đệ. Anh em hãy đi và làm cho môn nhân trở nên môn đệ của Thầy. Lời truyền đó qua các môn đệ chúng ta lãnh nhận, và đối với người chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để lời Chúa, sứ điệp của Chúa, sứ điệp cứu độ, niềm vui của tin mừng được đến với tất cả những người chung quanh, những người chưa biết Chúa. Năm nay chúng ta đặc biệt coi đó như là năm loan báo tin mừng, và chúng ta loan báo với những lời nói, với chính cuộc sống của chúng ta. Chúng ta loan báo theo cách thể người với người, nói về chuyện nhận của Chúa cho người bên cạnh, nói về Chúa cho hai người bạn hàng, nói về Chúa cho người anh em từ lâu đã bỏ Chúa. Tôi nghĩ rằng loan báo tin mừng hôm nay không cần trèn, không cần, không cần kèn, cần trống, không cần phải là có băng rôn biểu ngữ, mà là âm thầm nhưng là thân thương nhưng mà rất hiệu quả. Đó là nói về Chúa, trình bày lời Chúa về Chúa bằng ngôn ngữ bình dân của chúng ta cho những người sống chung quanh chúng ta. Tôi nghĩ rằng các bà, các cô là những người thường có lợi khẩu trong vấn đề nói chuyện. Tôi có mấy đứa cháu gái, khi ở xa nhau và khi gặp nhau, nhiều khi thức cả đêm để nói chuyện. Và tôi thấy nhiều khi mình nói 2 giờ là mình đã hết ý, phải xem cái dàn bài nói gì, mà nó nói xong mà cả đêm, mà sáng dậy vẫn là tươi cười, vẫn hở. Thì chắc chắn rằng không ít thì nhiều các bà, các cô cũng có cái ân sủng đó, cái lợi khẩu đó. Bởi vì là giai nhân thì cũng là người nói dai, nói nhiều. Thì trong những câu chuyện đó, trong câu chuyện dài đó, nên thêm một số đoạn về Chúa, giới thiệu với người ta về Chúa, nói về lòng từ bi của Ngài, giới thiệu với Đức Giêsu. Chính vì vậy, hôm nay trong ngày vui của cộng đoàn, chúng ta nhớ đến bổn phận đó và ước mong rằng một ngày nào đó, vào những dịp lễ đặc biệt, chẳng hạn như lễ sinh nhật, rồi Tết, lễ phục sinh, mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta làm sao mời thêm một anh chị em lương chân nào đó đến để tham dự. Và đặc biệt trong ngày cầu hồn, ngày 2 tháng 11, ngày mà chúng ta nhớ đến anh chị em chúng ta đã ra đi, chúng ta nên mời họ đến để cầu nguyện cho những người ra đi, để cử hành nghi thức tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Bởi vì nhiều khi họ có cái mặc cảm, cái hiểu sai, nghĩ rằng theo đạo là bỏ ông bà tổ tiên, theo đạo là không nhớ đến ông bà tổ tiên, theo đạo là không nghĩ đến những ngày dỗ của ông bà, của người thân yêu. Chúng ta phải nói cho họ bằng những hành động, bằng những cử chỉ, bằng những nghi thức đó. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong thánh lễ làm phép ngôi nhà thờ này và cung hiến bàn thờ này, chúng ta được mời gọi để nhớ đến một chi tiết quan trọng, một ý nghĩa quan trọng. Đó là mỗi người chúng ta, bản thân chúng ta mới đích thực là ngôi thánh đường sống động
ngôi thánh đường linh thiêng của Thiên Chúa. Bởi vì bất kể chúng ta là ai, thuộc thành phần xã hội nào, tình trạng, tâm lý, rồi điều kiện xã hội, điều kiện kinh tế như thế nào, chúng ta là con của Chúa. Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính vậy, giáo hội mời gọi chúng ta khi làm phép ngôi thánh đường này, nhớ đến ngôi thánh đường linh thiêng là bản thân chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng ngôi thánh đường này là bản thân chúng ta. Chúng ta không thể bán rẻ lương tâm mình, bán rẻ thể xác mình, bán rẻ con người của mình là ngôi thánh đường của Chúa vì bất cứ lý do nào, với bất cứ giá nào. Rồi không những chúng ta tôn trọng ngôi thánh đường linh thiêng là chúng ta, mà chúng ta tôn trọng những ngôi thánh đường linh thiêng khác là anh chị em chúng ta, là thân nhân, là bạn bè chúng ta, và ngay cả con cái của chúng ta. Dù là con ta đẻ ra, nhưng mà chúng ta chỉ sinh ra phần thể lý, còn tâm linh và linh hồn đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, cũng là ngôi thánh đường linh thiêng như chúng ta vậy. Kính thưa cộng đoàn, ý tưởng sau cùng của thánh lễ hôm nay đó là lời Đức Giêsu nói trong bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe. Ngài nói: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy cũng ước mong phải chi lửa ấy bùng lên. Lửa mà Chúa Giêsu đem đến để đốt nóng cõi đời này đó là lửa tình yêu, lửa bác ái, lửa hy sinh. Đó là giới răn quan trọng nhất, là mến Chúa yêu người. Ngài muốn rằng tâm hồn chúng ta, con người chúng ta, trái tim chúng ta cũng nóng lên ngọn lửa yêu thương đó. Ai đó đã nói rất đúng: chỗ lạnh nhất trên trái đất không phải là Bắc Cực, mà là phải sống trong môi trường và những người chung quanh là những người hận thù, những người ghét, những trái tim băng giá. Đó là cái lạnh thê thảm nhất. Khi chúng ta phải sống, phải làm việc, phải đối diện với những trái tim chai đá băng giá đó, chính vì vậy Chúa đã yêu cầu chúng ta làm sao giữa chúng ta không có những trái tim băng giá như vậy, mà được đốt lên bởi ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa bác ái, ngọn lửa hy sinh của Chúa. Chúng ta có nhiệm vụ để làm sao lửa đó tiếp tục bùng cháy, lửa đó tiếp tục được thắp lên chung quanh chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Ngọn lửa đó cũng là ngọn lửa nhiệt thành với công tác loan báo Tin Mừng, với công tác xây dựng nhà Chúa. Chính nhờ ngọn lửa đó, chúng ta đã hoàn thành ngôi nhà thờ này. Và ngọn lửa đó cũng đòi hỏi chúng ta nhìn ra xa xa trước mặt, thấy một ngôi nhà thờ khác, hình như là ngôi nhà thờ của giáo xứ Vũ Lộc, à, còn dằn dạo đắp bắt đó, làm sao cũng được hoàn thành. Và ước mong rằng ngọn lửa đó tiếp tục như vậy, tiếp tục yêu thương, tiếp tục nối kết với nhau để hoàn thành những công tác của nhà Chúa, để đốt lên bầu không khí yêu thương, bầu không khí nhiệt thành trong cộng đoàn Thiên Chúa, giữa cộng đoàn giáo xứ với các giáo họ, giữa các giáo họ với nhau, giữa các quản xứ với hội đồng mục vụ, giữa hội đồng mục vụ với các gia đình. Tôi cũng ước mong rằng năm tới vào độ này cũng được về đây
để chúng ta cùng nhau khánh thành ngôi nhà thờ của giáo xứ Dũng Thành. Điều đó tính theo thời gian thì cũng hợp lý rồi. Và nếu ngọn lửa đã đốt cháy chúng ta, đã nung nấu chúng ta trong thời gian vừa qua tại giáo họ Vĩnh Sơn này, tiếp tục đốt cháy chúng ta, tiếp tục hướng dẫn chúng ta tại giáo xứ Dũng Thành trong năm nay, thì năm tới giờ này, tháng này, nhất đông tuần này hay tuần tới, chúng ta lại có dịp hiện diện với nhau, quy tụ với nhau để khánh thành công trình chung của giáo xứ. Xin Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, và xin Người cũng cho chúng ta giữ được ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa đức tin, ngọn lửa bác ái, ngọn lửa hiếp thông đó, để trong năm nay không có gia đình nào tại Vĩnh Sơn này xích mích xung đột với nhau, không có cặp vợ chồng nào chia lìa nhau, phản bội nhau. Không phải tại giáo họ Vĩnh Sơn này rồi, nhưng mà còn cả ở Kim Sơn, ở tất cả giáo xứ Dũng Thành. Đó mới là thực sự ân sủng, đó mới thực sự là hồng ân của Chúa. Và hồng ân của Chúa Ngài ban, nhưng mà để lãnh nhận cần con người phải chuẩn bị để đón nhận. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.